Xin chào các bạn, mình là Dung Lê và mình sẽ là người hướng dẫn và hỗ trợ các bạn trong khóa học về tiếng Anh dành cho điều dưỡng. Và ngày hôm nay là buổi học đầu tiên cho nên là mình muốn nói một số cái vấn đề chúng ta sẽ thực hành và chúng ta sẽ phối hợp với nhau như thế nào cho thật là hiệu quả trong vòng 2 đến 3 tháng tới. Thì như họ biết là trước khi mà các bạn vào lớp học thì chúng ta sẽ có một cái mã kích hoạt. Theo mỗi một bạn thì sẽ có một cái tài khoản ở trên website rồi. Và khi mà các bạn học trên website thì các bạn chỉ cần đăng nhập này, kích hoạt tài khoản của bạn, sau đó các bạn cần đăng nhập. Và mỗi lần sau thì các bạn sử dụng email và mật khẩu của mình để các bạn đăng nhập vào trong hệ thống thôi, được không ạ? Rồi, vậy thì các bạn vào trong lớp thì các bạn đã có mã kích hoạt rồi, chúng ta cũng có tài khoản rồi. Và các cái bài học của mình thì mình sẽ update lên trên hệ thống website rồi. Khi nào mà các bạn có thời gian, khi nào các bạn sắp xếp được thời gian thì các bạn vào hệ thống website để chúng ta bắt đầu học. Có nghĩa là các bạn sẽ rất là linh hoạt đối với thời gian mà các bạn học. Bất cứ khi nào các bạn có thời gian thì chúng ta đều có thể vào hệ thống website để chúng ta xem các cái video mà mình đã chuẩn bị trước rồi. Đó, thì đấy là cái cách học của chúng ta. Chúng ta sẽ học theo cách là nội dung bài mình đã chuẩn bị nội dung bài giảng rồi và được update trên website, vừa nội dung bằng video, tài liệu hay là các cái trò chơi, bài tập về nhà. Đấy, toàn bộ thì chúng ta đã có đã được chuẩn bị trước rồi, rất là kỹ rồi. Và các bạn sẽ vào xem, sau khi mà chúng ta xem xong các bài học của ngày hôm đó thì các bạn cần phải sắp xếp thời gian để các bạn làm bài tập về nhà. Và các bạn gửi bài tập về nhà qua email cho mình. Và đối với lớp ta thì chúng ta sẽ quy định là quy ước với nhau là mỗi một tuần thì chúng ta sẽ học 2 buổi. Và với mỗi buổi này thì mình luôn luôn đặt ra những cái deadline cụ thể cho các bạn. Tức là trước cái buổi học tiếp theo thì bạn cần phải hoàn thành và vượt qua được bài tập về nhà của bài ngày hôm trước, đúng không ạ? Rồi, thì đấy là cách mà chúng ta sẽ cùng học. Đó, cho nên là các bạn thấy là trong cái quá trình học và cái cách học như vậy thì cũng cần các bạn cần phải có thời gian, các bạn cần phải chăm chỉ hơn để các bạn tự học này, sau đấy các bạn sẽ tự làm bài tập về nhà, cho nên là cái tinh thần tự giác của bạn cũng khá là cao, đúng không ạ? Thì đấy là cái cách học. Thứ hai nữa là mình muốn nói tới là nội dung học là như thế nào. Thì như cái tên gọi thì các bạn thấy là chúng ta sẽ học tiếng Anh dành cho điều dưỡng hay là y tá đấy. Thì cái khóa học này được thiết kế dành riêng cho các bạn với mục đích là mình mong muốn là các bạn khi học xong cái khóa học này thì các bạn sẽ có từ vựng nhiều hơn này, các bạn có thể thực hành được, các bạn có thể áp dụng được trong công việc. Ví dụ như là một số bạn có mong muốn là các bạn đi làm việc ở các nước khác và cần có những cái khóa học tiếng Anh trước đó để tạo tiền đề để các bạn đi ra nước ngoài dễ dàng hơn. Hay là các bạn nào mong muốn là sẽ làm việc trong các bệnh viện quốc tế và có người nước ngoài thì các bạn sẽ nên là đăng ký khóa học này. Hay là các bạn mà các bạn chỉ đơn giản là các bạn mong muốn là mở rộng thêm kiến thức của mình, mở rộng thêm vốn từ và mở rộng thêm về ngoại ngữ thôi thì chúng ta cũng nên học cái khóa học này. Và khóa học này chúng mình đã thiết kế đặc biệt dành riêng cho các bạn điều dưỡng ở Việt Nam. Đó. Và với mình, theo mình thì với kinh nghiệm ngày xưa thì năm ngoái thì mình có kinh nghiệm làm phiên dịch cho một số bệnh nhân ở Việt Nam và điều trị tại Singapore, thì mình thấy là trong cái quá trình mà mình làm phiên dịch cho họ ấy, thì mình cảm thấy là đối với y tá và điều dưỡng và với bệnh nhân thì cái việc giao tiếp của họ khá là đơn giản. Và các bạn khi mà các bạn cần học được những cái cách, những cái mô phỏng lại cái cách mà chúng ta giao tiếp ấy, thì hoàn toàn là các bạn có thể giao tiếp lại với bệnh nhân nước ngoài được. Chỉ cần các bạn có một cái phương pháp, có cái hướng đi này, nội dung này và chăm chỉ thì các bạn sẽ thực hành được thôi. Thì mình thấy là cái điều này thì chúng mình cũng khá là tự tin là có thể giúp các bạn được. Đó. Về nội dung thì chúng mình sẽ có các nội dung như sau. Ví dụ như là chúng ta sẽ có học theo các bài học về trước tiên là ví dụ như là các khoa phòng trong bệnh viện này, thì các bạn cũng sẽ biết là trong bệnh viện của chúng ta thì sẽ có những cái khoa phòng nào, trong tiếng Anh thì gọi là gì, chức năng của những khoa phòng đó như thế nào, nếu như có bệnh nhân mà đến bệnh viện chúng ta khám thì chúng ta sẽ có những quy trình nào hướng dẫn họ đó, hoặc là bệnh nhân hỏi đường chúng ta, hoặc là hỏi về các cái phương pháp, các cái quy trình thủ tục để chúng ta để bệnh nhân khám ở cái bệnh viện đó, thì các bạn hoàn toàn có thể học được những cái từ vựng này. Tiếp theo thì khi các bạn sẽ có thể hỗ trợ bệnh nhân trong một số cái trường hợp, ví dụ như bệnh nhân sẽ đi khám bệnh này, hướng dẫn bệnh nhân sử dụng thuốc, hay là hướng dẫn bệnh nhân làm một số cái thủ thuật lâm sàng, hướng dẫn bệnh nhân làm các xét nghiệm. Rồi, thì các bạn cũng được cung cấp rất nhiều cái từ vựng sắp xếp theo chủ đề, ví dụ chủ đề về các bệnh về tiêu hóa, tim mạch, hô hấp, các bệnh về tạo máu hay là tiết niệu sinh dục đó, thì chúng mình sẽ chia ra thành những cái chủ đề như vậy. Và trong mỗi bài học thì các bạn sẽ được học về các cái cấu tạo này, sau đó các bạn được học về bệnh học, các quy trình lâm sàng, triệu chứng, các xét nghiệm, cũng như là một số cái hướng điều trị, các cái phương pháp, cũng như là hướng dẫn bệnh nhân sử dụng thuốc như thế nào cho là đúng đó.
Thì đối với các cái bài học này thì chúng mình đều có hệ thống theo một cái trật tự nhá, rất là logic rồi. Và khi các bạn học quen rồi, các bạn sẽ dần dần làm quen được với cái phương pháp này. Và sau từ 2 đến 3 tháng thì mình chắc chắn là các bạn, cái từ vựng của các bạn sẽ nhiều hơn rất là nhiều. Và chúng mình thì luôn luôn là có muốn là các bạn học xong các bạn sẽ áp dụng được thực tế luôn. Cho nên là chúng ta sẽ có rất nhiều đoạn hội thoại, bao gồm các đoạn hội thoại về nghe, các đoạn hội thoại rất thông dụng trong bệnh viện nghe, phương pháp nghe này. Sau đấy thì các bạn sẽ có thực hành luôn, cũng như là chúng mình sẽ đặc biệt giới thiệu cho các bạn các cái dụng cụ cho bệnh viện, các cái thiết bị y tế để các bạn có thể giao tiếp được với bệnh nhân và hướng dẫn bệnh nhân làm các cái thủ thuật và thủ tục trong bệnh viện đó. Thì mình sẽ nói ngắn gọn sơ qua như vậy thôi, và chúng ta sẽ làm việc chi tiết với nhau trong vòng 18 buổi học tiếp theo, trong vòng 2 tháng tiếp theo. Thì mình hy vọng là các bạn sẽ có một cái tinh thần tự học cao nhất, bởi vì cái khóa học online này thì yêu cầu các bạn là chúng ta sẽ cần phải quyết tâm hơn, chúng ta sẽ làm bài tập đầy đủ hơn, chúng ta sẽ cố gắng là tự học tốt hơn đó. Và trong cái khóa học này thì ngoài cái việc kiến thức ra thì mình cũng giới thiệu cho bạn những cái kỹ năng về phương pháp học, kỹ năng về phương pháp tự học, kỹ năng tra cứu thông tin, tra cứu tài liệu và một số cái tip nhỏ trong quá trình giao tiếp. Thì mình hy vọng là khóa học này sẽ hữu ích với các bạn, và hy vọng là trong vòng 2 đến 3 tháng tới thì chúng ta sẽ có một thời gian làm việc với nhau thật là hiệu quả và thú vị. Và mình hy vọng là được gặp các bạn trong khóa học của Go Global Class. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này, và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!